Hello hello, xin chào quý vị và các anh em. Như quý vị đã biết, Medium.com là một mạng xã hội được rất nhiều các trader cũng như các đội ngũ phát triển blockchain. Họ cập nhật các thông tin liên quan đến crypto. Thì ngoài cái mạng xã hội Telegram và Twitter thì Medium là một mạng xã hội quý vị chơi crypto thì quý vị cũng không nên bỏ qua. Ok, vậy thì ở video này tôi sẽ chia sẻ cùng với lại quý vị cách để đăng ký tài khoản trên cái mạng xã hội Medium một cách đơn giản và nhanh gọn nhất. Rồi trước hết quý vị hãy truy cập địa chỉ medium.com. Quý vị chọn vào sign in. Ở đây quý vị có thể đăng ký bằng địa chỉ Gmail, Facebook, địa chỉ iCloud của Apple hoặc là Twitter. Đó thì quý vị có địa chỉ ở cái mạng xã hội nào quý vị sử dụng luôn cái địa chỉ đó, nó rất chi là nhanh gọn. Ok, bây giờ tôi sẽ chọn cái địa chỉ Gmail đi. Chọn này. Rồi, tôi sẽ chọn vào đăng nhập này. Phần này quý vị hãy đặt tên của quý vị, ok chưa? Rồi quý vị chọn vào Credit Account. Ok, vậy là đã đăng ký thành công. Quý vị có thể kiểm tra cái địa chỉ email. Họ sẽ gửi một cái thông báo để xác nhận. Rồi trong cái biểu tượng phía bên trên góc tay phải, quý vị có thể thay đổi thông tin hoặc là thay đổi cái biểu tượng avatar của quý vị. Đó. Quý vị có thể thay đổi tên này, thay đổi ảnh đại diện này, thay đổi mật khẩu, ok chưa? Rồi, và đến đây thì tôi xin kết thúc video này.